Elon Musk đang nịnh bợ Trung Quốc để có những ưu đãi đặc biệt, là lời khẳng định của ít nhất hai nhân vật rất có tầm ảnh hưởng tại Mỹ. Người thứ nhất là ứng cử viên đang chạy đua chức tổng thống Mỹ năm 2024, ông Vivek Ramaswamy. Tôi quan ngại sâu sắc về cuộc gặp giữa Elon Musk với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tăng Cương để phản đối việc chia rẽ Mỹ-Trung mà cả hai nước nên gần gũi như cặp song sinh dính liền. Hồi tháng 10 năm 2022, Elon Musk thậm chí đã kêu gọi thống nhất đảo Đài Loan và lập tức vài ngày sau đã nhận được ưu đãi về thuế tại Thượng Hải. Người thứ hai bày tỏ quan ngại về mối quan hệ giữa Elon Musk với Trung Quốc là cựu chiến lược gia hàng đầu của Tổng thống Trump là ông Stephen Bannon. Trong một chương trình truyền hình trực tiếp, ông Bannon nói, Elon Musk hoàn toàn giả tạo 100%, anh ta bị sở hữu, bị phong bế, bị bao bọc bởi đảng Cộng sản Trung Quốc, và anh ta hành động cũng giống như vậy. Elon Musk có mối quan hệ thân thiết với tân thủ tướng Lý Cường. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Elon Musk đã ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng để tới Trung Quốc. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Tesla đang phải vật lộn với nhiều vấn đề ở thị trường tỷ dân, bao gồm nhu cầu suy yếu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nhà sản xuất ô tô điện tại nước này, cũng như việc chậm trễ trong kế hoạch tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải. Nhà máy Thượng Hải cũng là nơi sản xuất hơn 50% sản phẩm toàn cầu của Tesla năm 2022 và hiện có thể gia công khoảng 1,1 triệu ô tô trong năm. Tuy nhiên, sản lượng ở nhà máy Thượng Hải đã giảm vào tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi cũng có tác động tiêu cực đến hãng xe điện Tesla. Chính phủ Trung Quốc đã cấm xe Tesla đi vào các khu vực nhạy cảm về chính trị và quân sự của Trung Quốc với lý do là Tesla thu thập thông tin người dùng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của nước này. Trong bối cảnh đó, ngay từ 31 tháng 3, chuyên mục độc quyền của hãng tin Reuters cho biết tỷ phú Elon Musk đã lên kế hoạch đến thăm và tìm cách gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Một trong những nguồn tin thân cận của vị tỷ phú này cho biết rằng thời gian chính xác của chuyến thăm sẽ phụ thuộc phần lớn vào thời gian trống của ông Lý Cường. Trước đây, ông Lý Cường từng giữ chức bí thư thành ủy Thượng Hải. Tờ Financial Times của Anh từng tiết lộ rằng chính ông Lý Cường khi còn làm bí thư Thượng Hải đã thuyết phục ông Musk xây dựng nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của Tesla và đặt tại Thượng Hải. Bởi điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Thượng Hải và ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Lý Cường còn có một lợi thế rất lớn là thuộc phe chủ tịch Tập và đã giành được sự tin tưởng của ông Tập Cận Bình. Vậy nên, mới có chuyện phá vỡ thông lệ các đời thủ tướng đều phải là người từng giữ chức phó thủ tướng kể từ thời ông Chu Ân Lai. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường bán xe điện lớn thứ hai thế giới của Tesla sau Mỹ. Nhà máy của Tesla ở Thượng Hải là cơ sở sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Nên dĩ nhiên, ông Elon Musk đã từng tương tác với ông Lý Cường rất nhiều. Vào tháng 4 năm 2020, ông Lý Cường, khi đó là bí thư thành ủy Thượng Hải, đã tổ chức một cuộc kết nối video trực tiếp với ông Elon Musk để bày tỏ hy vọng rằng Tesla sẽ tiếp tục tăng cường phát triển tại Thượng Hải, cải thiện bố cục kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn 2 của siêu nhà máy Thượng Hải và quan trọng hơn nữa là đẩy nhanh việc triển khai trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D. Hơn ai hết, Trung Quốc biết rằng Elon Musk là nhân tài hiếm có và có rất nhiều người hâm mộ tại Mỹ lẫn Trung Quốc. Chính vì vậy, Trung Quốc cũng đang tìm cách có được sự ủng hộ của vị tỷ phú này trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị. Đó cũng là lý do khiến đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với tờ Bloomberg rằng Trung Quốc rất hoan nghênh Elon Musk và các vị lãnh đạo khác trong ngành đến và tìm hiểu Trung Quốc, thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn Trung Quốc làm điểm đến, tham gia vào thị trường và cùng nhau phát triển Trung Quốc. Trong khi, trên thực tế, những ông lớn như Samsung, Sony, Nokia, Canon, Panasonic đều đã chạy khỏi Trung Quốc và chỉ có Elon Musk liều mình lao vào.